TV. Tình bạn đẹp nhất là khi mình còn ngây ngô, chẳng cần phải lo ngày mai sẽ như thế nào, chẳng cần toan tính mưu cầu, sống trọn với những ước mơ. Thả hồn theo gió đầy đưa, chạy cùng cơn mưa, rồi cùng nằm trên đồi xanh đón ánh nắng vàng. Thời tận đến tối mới về, ăn đòn của bố mà vẫn buồn. Tình bạn là khi cô đơn mệt nhoài, mình đã có nhau bên nhau sẽ chia buồn vui. Bạn bè ơi, nếu có muộn phiền thì xin hãy đến với tôi. Rồi mai sau sẽ có lúc nhìn lại, đã từng ở bên cạnh nhau. Cậu chưa? Cậu bố đây. Chào em nhá, làm xin chào anh em nhá. Anh em làm xin chào anh em nhá. Tôi đi nát, chào mọi người. Mọi người một phương, một cuộc sống mới. Sẽ có lúc mới đâu chẳng còn thấy đâu đâu. Là khi
phim, chụp ảnh, tiệc cưới, hội nghị, cưới hỏi, ten, đội ngũ nhiệt tình chu đáo, cam kết giá cả phải chăng cho mọi khách hàng. Hôm qua là chỗ nào cả? Chỗ nào? Hôm nay giới thiệu có hai bạn nữ là MC của quê nhà, chúng ta sẽ lên đây miễn phí tiền MC. Nên là các bạn có gì sai sót thì mong tất cả các bạn thông cảm một chút, vì đây là cây nhà lá vườn. Sau đây là sẽ bạn Hoàng Hà và bạn Trang Cherry, hai người sẽ dẫn chương trình tất cả các chương trình và các tiết mục ở trên ngày hôm nay. Xin hân hoan chào đón tất cả các quý vị, các bạn đồng liên 1956 đến tham dự cùng buổi tiệc sinh nhật hội đồng liên 1956 Hưng Yên. Lời đầu tiên theo phép MC Anh Tuấn xin gửi tới tất cả các bạn lời chào và lời chào trân trọng nhất. Sau đây là sẽ dừng cho MC Trang và Hoàng Hà. Các bạn có mặt trong buổi sinh nhật ngày hôm nay, một lời chào, một lời chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Để mở đầu cho chương trình sinh nhật hôm nay, xin mời quý vị và các bạn xem bài biểu diễn của nhóm nhảy đến từ Trung tâm Nghệ thuật Hà Linh với hai bài nhảy có tựa đề Lệ Phải Phai, Cạn Tình Như Thế. Xin trân trọng mời quý vị và các bạn đón xem. Thank you.
chuyến bay này cực cạn. Ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt trong bữa tiệc sinh nhật 7 năm Hội đồng niên Bính Dần 1986 Hưng Yên. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những khó khăn trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là cùng nhau kề vai sát cánh hướng tới một tương lai phát triển rực rỡ của Hội đồng niên 1986 Hưng Yên. Và để quý vị không phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây tôi xin tuyên bố buổi tiệc sinh nhật 7 năm Hội đồng niên Bính Dần 1986 Hưng Yên của chúng ta xin được chính thức bắt đầu. Để đến với buổi tiệc sinh nhật Hội đồng niên Bính Dần 1986, chúng tôi rất vinh dự đón nhận những lắng hoa chúc mừng đến từ tất cả các hội đồng niên Bính Dần 1986 trên toàn quốc. Xin mời bạn Khánh Phương sẽ lên chụp ảnh cùng với các lãng hoa và chúc mừng đến từ các hội đồng niên trên toàn quốc ạ. Hội đồng niên 1986, thanh hội đồng niên 1986 Đông Anh ạ. Tiếp theo xin mời hội đồng niên 1986 Vĩnh Phúc ạ. Bánh đặc biệt cả các cậu.
lâng ly để khai tiệc cho buổi sinh nhật ngày hôm nay. Ly của chúng mình nào. Xin kính mời tất cả các quý vị và các bạn đồng niên 1986. Chúng Ly đâu, Ly đâu? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Go! 2, 3. Go! 2, 3. Go! Hết chưa? Không say không về mà say cũng không về nhá. Tự tìm cho nhá, tao không bắt đâu. Vâng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trò tắt lến thổi bằng ớt. Đấy, mà bịt mắt người bên kia sẽ là người. Trước khi chúng ta bắt đầu trò chơi thì chúng mình sẽ làm quen nhỉ? Bởi vì chúng ta lên đây thì rất nhiều bạn là chưa biết về các bạn ơi, lên đây là hướng dẫn cho các bạn một tí xong là chúng ta vào chương trình nhỉ? Ký đâu rồi nhỉ? Vâng ạ. Bây giờ sẽ cần 5 bạn nam sẽ giới thiệu về bản thân trước. Chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân hai câu làm sao cho cực cool, cực ngầu được không ạ? Các bạn nam, mời các bạn nam đứng ngang ra đây ạ. Mời các bạn nam ạ. Minh đây. Mời các bạn nam ạ. Tôi xin giới thiệu với hội, tôi tên là Phúc, đến từ Văn Lâm Yên. Đình Phúc. Rồi, đây là bạn Đình Phúc ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Dương Thắng ở Văn Lâm, LV. Chào Văn Lâm. Bạn tiếp theo ạ. Mình Viết Đức Duy đến từ Hà Nội ạ. Rồi ạ, xin mời bạn tiếp theo ạ. Mình tên là Chức, mình đến từ Hưng Yên, từ Trường Dân Lý, Dược Xiêm. Vâng, còn bạn cuối cùng ạ. Đó là Chử Ý đến từ Phụ Công Văn Giang. Cảm ơn tất cả các bạn. Năm bạn nam đã giới thiệu về bản thân ạ. Sau đây tôi xin mời các bạn nữ sẽ giới thiệu về bản thân. Và tôi sẽ xin mời cái bạn nữ mà giơ tay lên đầu tiên ạ. Xin mời bạn ạ. Xin chào các bạn 86 của chúng ta. Tôi là Hoàng Phạm đến từ vùng đất Dê, Ninh Bình. Rồi, cảm ơn bạn đến từ vùng đất Ninh Bình ạ. Mình tên là Hoài Phương, mình đến từ Nghệ An. Cảm ơn bạn Hoài Phương đến từ Nghệ An. Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Linh Phạm. Đốt nhà là vẫn mạnh hơn. Nam Định ạ. Rồi, cảm ơn bạn đến từ Nam Định. Các bạn ơi, các bạn không phải tị như thế, bởi vì các bạn nữ của chúng tôi đều đến từ các tỉnh khác ạ. Các bạn không phải tị như thế ạ. Rồi, tiếp theo ạ. Tớ tên là Lệ Nam, tớ đến từ Sóc Sơn. Xin chào bạn Lệ Nam ạ. Bạn cuối cùng là bạn Luyến Phạm đến từ Hải Phòng. Xin chào. Hôm nay chào các bạn nào. Năm bạn nữ và năm bạn nam. Chúng tôi xin công bố thể lệ trò chơi như luật của trò chơi như sau. Khi mà các bạn đã lên đến đây rồi, các bạn không còn đường để xuống nữa ạ. Chúng ta không còn đường để lui đâu. Chúng ta không còn đường để lui ạ. Tên trò chơi của chúng tôi có tên là Chữa Cháy và sẽ có ban tổ chức chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn ạ. Và thể lệ trò chơi của chúng ta như sau ạ. Chúng ta tất cả các bạn, 5 bạn nam ở đây sẽ được bịt mắt ạ. Trước khi bịt mắt ạ, các bạn hướng dẫn thì lên đây hướng dẫn trước ạ. Hướng dẫn cho một bạn nhá, xong rồi chúng ta sẽ làm theo. Nhìn thấy một tí cũng được mà. Bị mắt làm gì thì sau đây thì các bạn sẽ biết là bị mắt để làm gì ạ. 5 bạn nam sẽ được bị mắt. Sau đó 5 bạn nữ. Chỉ một người thôi. Để tôi để cho các bạn lên hướng dẫn nha. Các bạn phải nhát trước đúng không ạ? Thì hướng dẫn trước ạ. Hướng dẫn trước. Chúng ta cho thử nhá. Chúng ta cho thử nhá. Chúng ta cho thử nhá. Chúng và 5 bạn nữ sẽ hướng dẫn 5 bạn nam dập tắt ngọn lửa khi chạm vào quả ớt. Bạn lưu ý, 5 bạn nữ sẽ hướng dẫn các bạn nam nhưng không được dùng tay và chỉ dùng lời nói thôi ạ. Và cặp nào mà gặp phần nếu mà nhanh nhất thì cặp đó sẽ giành được phần thưởng của chúng tôi ạ. Đây là chúng tôi đang chơi nhá. Chúng tôi là rất có các quà rất to nếu ai theo dõi chương trình phần thi này. Đó nghĩa là trị giá là 1 triệu đồng và cao nhất là 1 tỷ. Chúng tôi cửa. Đây là các bạn rất tiếp tục cố gắng nhá. Các bạn nữ sẽ chặt vào cái đấy. Mời bạn nữ áo đỏ chúng ta cho bạn nam của mình đi nhở.
chính thức. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quay. Là không chết người đâu. Đâu rồi, một bạn nam đâu rồi? Giơ tay lên đây. Rồi, ông Hưng lên đây nha. À xong. À xong. Tôi cần bốn bạn nữ ra đâu. Chơi gì đấy? Rồi. Tôi cần hai bạn nữ nữa. 1 2 3 4. Thể lệ trò chơi cho mọi người nghe nhá. Chúng ta ở đây có 4 bạn nam và 4 bạn nữ. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải giới thiệu về bản thân trước nhỉ. Bạn nữ đứng cạnh tôi. Bạn xin chào các bạn, mình là Nam Anh Vũ, mình quê ở Nam Định. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dũng Trường, mình ở
cũng ở thành phố Nam Định. Cảm ơn các bạn. Xin chào mọi người, tớ là Bình nhá, Linh Trung Bông và Bình Âm Thanh, tớ ở Hưng Yên. Tớ là Hoàng, chủ tịch đội bóng 1986 Hải Phòng. Hải Phòng không lòng vòng. Xin chào các bạn, tớ là Phương Anh, tớ đến từ Văn Giang. Tớ cảm ơn các bạn. Ơi, xin chào các bạn, tớ là Nguyễn Hoa, tớ đến từ 79 Nha Trang. Xin chào các bạn, mình là Vũ Huyền, mình đến từ Vĩnh Phúc. Chào tất cả các bạn nhá, tớ là Phùng Hưng và sinh sống và lớn lên ở Phú Thọ. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Và sau đây thể lệ trò chơi của chúng ta sẽ là một bạn. Tôi xin thông qua thể lệ trò chơi. Trò chơi có mang tên là Kiếm Pháp Anh Hùng. Ở đây chúng tôi có... Bạn Nam vẫn bị bịt mắt. Ở đây chúng tôi có thể lệ trò chơi như sau ạ. Hai bạn lên đây bịt mắt bốn bạn Nam một đôi gái nhỉ? Từ từ cho thử trước nhá, cho thử trước nhá. Ví dụ là... Ví dụ đây, bạn thứ nhất kẹp vào đi. Kẹp vào. Cái bạn nào mà cầm cái khăn bịt mắt đâu ra đây nhá. Kẹp cái kim bỏ kiếm vào. Đưa đấy kẹp. Không đổi được, lên rồi không đổi. Giữ nguyên. Được rồi. Im gì quá. Nhanh ngay chờ. Lên sân khấu để chọn bài và hát cùng mọi người. Nhạn đâu rồi? Hát hay không? Quẩy mạnh lên nhá. Rồi. Sống một lần trên đời.
ngày nay một tiếng lối của tình đã xa. Mỗi ngày nơi đây là tháng mưa rơi, anh nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa ta trao toàn những dối xa. Em đang vui bên ai, cười đôi với ai. Vòng tay yêu thương chia veo hôm qua, chỉ nhìn là giấc mơ. Vì em đang mê trong hoa, nơi ai quên mất lỗi về. Ngày đi ra bên yêu nhau, em nói tình chắc tế phai. Anh mong ngưng, anh tin và anh đắm say. Người đã ra đi xa anh bao ngày. Ta thương những chiếc môi của người đắm say. Thinking about a thing that you.
only one for me. In my heart, never apart. So throw me in the dark, I know exactly what I want. And that's you, baby girl, girl. Mình còn một trò chơi nữa đây các bạn ơi. Nguyên trò chơi ở đây là dành cho tất cả các bạn ở trong gia đình. Một người bốc thăm. Vâng, trò chơi bốc thăm. Bây giờ tớ mời bạn Đức Lượng Văn Á là một này, bạn Poppy Ban Quản Trị là hai này, bạn Dương Anh là ba này, bạn Nguyễn Bông là bốn này, bạn Mai Xuân Kỳ là năm này. Xin mời các bạn lên sân khấu. Xin mời bạn Lê Trọng Hải của mình đâu nhở? Lê Trọng Hải luôn. Vừa rồi thì tôi có sơ qua những thành viên trong hội ban quản trị đấy. Và tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục bốc thăm gửi tới tất cả các bạn. À không được bốc. Các bạn có muốn nhận quà không? Cái tay của các bạn đâu rồi? Phần quà của chúng ta vô cùng ý nghĩa. Các bạn có muốn nhận quà không ạ? Không, bốc số mà. Bây giờ tớ xin mời bạn Hải. Đúng không? Cái này là phát nhiều rồi. Phát nhiều. Bạn Hải bốc giúp tớ 5 phần quà đầu tiên. 5 phần quà đầu tiên. Các bạn chú ý nhá. Số báo danh của mình chính là trên logo của hội này. Minh chứng cánh tay của tôi đang có logo của hội. Tất cả các bạn để ý logo trên mình nhá. Cao một chân chán mà anh bẻ tay dán ở chỗ nào thì nhìn lại đi. Kiểm tra lại cho một số các bạn. Một tám bất kỳ vị trí nào thì kiểm tra lại một tới nhá. Alo. Tớ là tớ chỉ thích bốc trúng các bạn gái, các bạn nào thông cảm nhá. Bản đầu tiên số danh 63. Ai là số 63? Ai số 3 nhỉ? 40. Ai số 40 nhỉ? Chúng ta trả số 40 à? 40. 40 lần thứ nhất à? Ồ thế lại cùng chúng 40 lần thứ hai à? Xin mời anh. Xin chúc mừng bà. Xin chúc mừng bà đầu tiên nhá. Để tôi nhìn kỹ ra nào. Đây. Chọn. Có đúng không? Có đúng không? Đây. Chúc mừng bạn nhé. Số danh thứ 3 là số 34 ạ. Tôi xin chúc mừng. Số báo danh thứ tư là 143. 143. Đấy. Con gái rồi trời. Hay lắm. Bắt con gái. Đây, chúng ta bắt nhá. 143. Ôi chết tôi, chúng tôi. Số báo danh. Số báo danh thứ 5 là xin lỗi các bạn, không ai khác chính là tớ. Cảm ơn bạn nhá. 06. Bắt đầu. Đúng không, 06 nhá. Nhưng mà bạn bóc thêm một số nữa bỏ qua đi. Chắc bỏ qua. Bóc thêm một số. Một số vừa bỏ qua. Bóc thêm một số. Bóc thêm tớ nè. Bóc thêm tớ nè.
Số báo danh tiếp theo là 4. Số này là có 3 số nha các bạn. Mời các bạn có số báo danh 1 4 4. Lại vẫn là con gái à? Đấy chưa? Đấy, mình cứ nói chuẩn vết nhỉ. Nhưng mà khả năng là một công bốn bà là không được đâu. Được không? Không đạt được không? Anh cũng đang cố dần dần mà ạ. Ok bạn nữ. Này thì ngồi yên đi. Cốc trúng luôn mình bạn ạ, cuối cùng luôn. Vâng, xin giới thiệu bạn quản trị viên Mai Xuân Kỳ ra tặng quà cho các bạn ạ. Năm bạn ạ. Ok, rồi. Thôi quá mất rồi. Ok rồi. Tớ xin phép tớ bốc thêm 5 phần quà này cho các bạn nhá. 4 phần quà xin các bạn nhá, 4 phần quà nhá. Ô này, không nhìn này. Lệ Nam à? Hai này, không nhìn đâu nhá. Ba này. Bốn. Tiếp tục, bốn phần nữa. Luôn là bốn phần nữa là 8 phần. Bạn thức này để tớ bước bốn thêm bốn phần nữa. Còn nhiều quà lắm. 5. Ok. 6. 7. 8. Tớ đang trên tay tớ đang có 8 phần quà rồi cho các bạn đây này. Các bạn tập trung chú ý nhá. Các bạn kiểm tra lại số báo danh của mình nhá. Tớ đọc là các bạn phải lên ngay đấy, không nhanh hết. Số báo danh đầu tiên tớ công bố là số. Ai có số 4? Ai có số 4? 94. Mời các bạn nào có số là 94 lên sân khấu. 94. Tiếp theo là số báo danh thứ hai. Ai có số 36 đâu? 136. 136 nhá. Không, 36 không đâu. Số báo danh 136. Xin mời bạn nào số báo danh 136 lên sân khấu. Một ba sáu là thứ nhất. Không có, tớ xin bỏ số danh khác. Cái gì đây? 86 à? Số đây này, không phải 86. Các bạn ơi, ai có số 29 nhỉ? 29 đâu? 129. 129. Xin mời bạn số danh 129 lên sân khấu. À đây, Nguyễn. Có ngay. Có chưa? Ơi. 129. Tớ bỏ qua số 129 nhá. Ai có số 2 số 7? 117. 117. Chúc mừng Phượng. Xin mời bạn Phượng Phú Đội lên sân khấu. Tới đây. Số báo danh tiếp theo là trên số 117 là 148. Chúc mừng Đức. Rồi, 18 bạn cầm đấy. Số báo danh tiếp theo là 125. Xin mời các bạn số danh 125. Ai có số danh 125 đâu rồi? 25 lần thứ 3, bỏ qua các bạn ơi. Bỏ qua số 125.
Mang quà về cho vợ rồi. Mang hết quà về cho mình chả được tặng ai. Bạn nào số danh là 107 nhờ? Rồi tay tay lên nào. 107 108 thì xếp hàng về sau. Bây giờ em xin cơ mời các bạn 107. Chúc mừng bạn tỉnh. Mời bạn lên sân khấu. Ai có bạn em 107 nhờ? Tớ bỏ qua. Số báo danh cuối cùng là 138. 138 đâu rồi? Các bạn đang chê quà của mình thế nào nhỉ? Bây giờ các bạn có yêu cầu tớ bốc lại 6 phần tiếp theo không nhỉ? Bốc luôn một lắm. Bốc luôn một lắm. Không được đâu. Một. Ba. Không. Cứ phải bốc hết ra mới đọc. Bốn. Sáu. Còn rơi này. Bạn nào số 33? 33 đâu rồi? Bạn nào có số sao danh 33 nhỉ? 33 đâu? Công à, công 33 ở đâu à? Xin mời đầu sân khấu. Hơn 33 một tí là số 77. Bạn nào số danh 147 nếu bỏ qua. Này, lớn rồi. Số báo danh tiếp theo là 62. Ai có số 62 trên ở trên logo của mình nhỉ? 62. Bạn nào 62? Tớ bỏ qua. 12. Bạn nào số danh 12? 12 đâu rồi? Lại bỏ qua tiếp. Số báo danh tiếp theo là số 18. 18. Xin mời các bạn có số 18 đến sân khấu. 18. Bây giờ tớ đổi tay bốc cho Phượng. Xin phép nhờ Phượng bốc hộ 5 phần. Mời 8, mời sân khấu. Mời bạn lên sân khấu. 4 phần. Bạn nào sinh năm 1987 nhỉ? Thôi tao mời bạn sân khấu. 87 đâu? Lên, tôi mời bạn lên sân khấu, 87. 86 đây. Đây rồi. Đang quản trị là không có giải đó. Bạn nào là tuổi Mùi sinh năm 1991 nhỉ? Mời bạn 91 lên sân khấu. Cứ đường Hà Sơn. Ai có 91? Lên, lên, lên luôn. 91. Ai? Dương Anh nhá. Thắng gì Dương Anh? À, chúc mừng bạn. Ông nó dùng nhầm cả đôi thôi. Ok bạn là 91. Tiếp theo tớ xin công bố là số 88. Ai có số 88 thì sẽ khấu luôn. Nhanh. 88 đâu? Bỏ qua tiếp. Bạn nào tuổi chó 1982 thì mới có số 82 để cuối lên sân khấu. 82. Số 82, bao danh 82. Không có bạn nào 82. Số bao danh tiếp theo là 69. Rồi. Xin mời bạn Đức. Xin mời bạn Khánh Vương chủ tịch hội lên tặng quà cho các bạn. Tôi tự tặng quà cho tôi được không? Sắp đến mùa đông rồi, mùa thu sẽ lạnh thì các bạn nên có chiếc khăn gió ấm tặng các bạn. Được à?
chụp ảnh lưu niệm cùng hội. Các bạn ơi, bạn Đức, bạn Bobby đứng không được gì, không được tí hí. 4 phần lại rơi. Số 65, bạn nào xuống đây, số 65 đâu rồi? 65 45 thì cũng ngồi đấy. Tí nữa chờ đến lượt mình sau. Bạn nào có số báo danh 41? Có bắt đầu rồi, có bắt đầu lên luôn. Số báo danh tiếp theo là số 75. Bạn nào số danh 75 đây được không? Số 128. Chúc mừng nào số 128, bây giờ số còn lại là số 64. Bạn nào có số 64 ở logo xin mời bạn trên khấu. Chúc mừng trường. Bạn nào số 78? Bây giờ 78 rồi. Lên. Đúng không? Lên. Trường 64 đi à? Xong rồi. Ấy giờ thế thì lại bị bung lại tiếp rồi. 78 rồi. Ai có số danh 73 nhỉ? Số danh 73. Vẫn bị ế quà, vẫn bốc tiếp. Khánh Vương bốc tiếp 2 phần quà còn lại vì 73 vẫn không ai có. Số danh rất là đẹp luôn. Số 7. Số 7. Ai có đây số 7 nhờ? Mình đen mình có số 1. Mình sớm nhất mình có số 1. Nhưng mà không phải mình. Bốc tiếp 109. Chúc mừng Hà Sơn. 109 phải không? Hà Sơn Hải Phòng. Tôi rồi. Mời bạn lên khấu. Ăn rồi. Xin nhanh lên. Đây là số báo danh 173. À 137, quên. 137. 145. Ôi trời ơi, ông Đức ơi, lên đi, 145 à? Số 36 nhá, 36. Chúc mừng chủ tịch sinh của Hội Minh Dân 196 Thanh Hóa. Xin mời bạn. Em ơi, tập trung xin mời bạn thưa ông. Xin mời bạn Thủy Hội Khánh Thương lên tặng quà cho các bạn. Đây, bây giờ biết 36 đã biết được đâu. 36. À, xin chào các bạn, đây là phần quà cây cảnh cho bạn chủ ý là xin gửi tặng hộ để tặng quà cho các bạn. Các bạn vỗ tay cho chủ ý đi. Tiếp theo chương trình, tớ mời tất cả các bạn có sinh nhật trong quý lên sân khấu và nhận phần quà của chương trình ạ. Tất cả các bạn có sinh nhật trong quý 7, 8, 9. Mình là 17 tháng 7 nhá. Tôi với ông đã ăn sáng các luôn. Các bạn có sinh nhật trong quý đâu ạ. Tớ mời tất cả các bạn có sinh nhật trong quý 7, 8, 9. 7, 8, 9 đâu các bạn ơi. Tháng 7, tháng 8, tháng 9. Của chúng ta đâu ạ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9. Xin mời các bạn ở bên tổ hỗ trợ là tặng quà cho các bạn. Xin mời các bạn nào có sinh nhật trong quý tháng 7, tháng 8. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 này thưa không? Có mang chứng minh lên không? Ngon rồi. Xin mời những bạn có sinh nhật trong quý 3, tháng 7, tháng 8, tháng 9 lên sân khấu.
lên. Đức ơi, Đức tập trung chuyên môn này để thắp nến. Không muốn đấy. Đủ thoải mái. Đủ không? Các bạn ơi, tới cái này, đây là các bạn ở tham dự hội Hưng Yên sinh nhật lần thứ 7. Thì hội Hưng Yên là có bánh và lến để thắp nến để thổi. Thì tất cả yêu cầu xin mời tất cả các bạn cùng thổi nến để chúc mừng sinh nhật cho hội và sinh nhật các bạn. Đức Thọ Văn Đá, Mai Xuân Kỳ, Nguyễn Bông, Thanh Mai, Đỗ Hoàng, Mai Trang, Sĩ Gạo, Tỉnh Chủ tịch, Nhím Bé, Linh Phạm, Hồng Minh, Nguyễn Đăng, Hướng Đào, Yến Già, Dương Nga, Dương Thu Nga, Hà Sơn. Các bạn ơi, tay các bạn đâu? Ý Chu Văn, Nguyễn Cường, Nguyễn Hùng xuất khẩu lao động, Ban Phạm, Hoàng Minh, Khánh Phương, Vũ Lan Anh, Nguyễn Hoa, Hoàng Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Nam. Còn các bạn nào chưa đăng ký, cũng ngày này đầy đủ khỏe hết đấy. Xin mời các bạn tháng 7, tháng 8, tháng 9 nha. Lên luôn, thoải mái, khỏe vẫn còn nhiều. Cố quá đi các bạn ơi. Phải chọn lên nào. Hoan sinh nhật nào. Đây các bạn ơi, cố quá đi các bạn ơi. Là bạn Đồng Đế Thắng, Thắng Đúc Đồng và bạn Nguyễn Thị Luân. Theo các bạn là hai bạn có ý tặng cho hội và các bạn muốn là đưa ra để đấu giá gây quỹ của hội để cho chúng tớ sử dụng vào quỹ. Mời các bạn chiêm ngưỡng quả. Không có cái bệ mà đâu. Trả 50.000 đồng. Đi lên đi. Thì đây có cái bệ mà.
một chương trình này cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ sôi động. Thay mặt cho ban quản trị thì một lần nữa tớ được cảm ơn bạn Nguyễn Thị Luân đến từ Văn Giang và bạn Đức Đồng Thắng đến từ Văn Lâm có 3 phần quà rất là giá trị. Và khởi đầu cho buổi đấu giá ngày hôm nay, chúng tôi nhá, chúng tôi những người đứng ra tổ chức chương trình này với tâm niệm của hai bạn ủng hộ quà và tâm niệm của ban quản trị, chúng tôi sẽ gây quỹ. Chúng ta sẽ tổ chức đấu giá sản phẩm gây quỹ cho hội, không sử dụng mục đích riêng nha các cậu nhá, không sử dụng mục đích riêng, gây quỹ cho hội đấy. Và đầu tiên là các cậu cũng biết rồi đúng không, các cậu ở trong nhóm các cậu cũng biết rồi, đây là một ông mãnh hổ bằng đồng đấy. Và tiếp theo một sản phẩm nữa là trống đồng, một sản phẩm tiếp theo là mâm. Giá khởi điểm của chúng tôi, giá khởi điểm của từng sản phẩm một đối với một ông mãnh hổ này thể hiện sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đối với những người là chủ nhân của nó. Chính là chủ nhân của nó thì mới có sức mạnh nhá. Chỉ chủ nhân mới có sức mạnh. Giá khởi điểm của chúng tôi là 2.500.000 đồng. 500.000 đồng? 500.000 đồng à? Cứ tưởng 2.500.000 không? Chủ tịch làm sai rồi. Mỗi 2.500.000. 2.500.000 lần thứ nhất. 3 triệu. Đồng chí nào 3 triệu đấy ạ? À? Xin mời lớp bạn ạ. 3 triệu lần thứ nhất. Tớ xin mời 3 triệu lần thứ nhất, ta đứng lên, tớ nhìn gương mặt với là trên này chói quá. Trên này chói quá. Thể hiện sức mạnh 3 triệu lần thứ nhất à? 3 triệu. Ban tổ chức đã tiếp nhận được một bạn giả giá là 3 triệu rồi à? Còn ai cao hơn không ạ? À? Còn thương trả 3 triệu. 4 triệu kìa. 4 triệu lần thứ nhất. 4 triệu lần thứ nhất à? Các cánh tay của chúng mình đâu ạ? Ông mãnh hổ này này, các cậu chú ý này. Chúng ta có thể để bàn làm việc. Chúng ta có thể để ở phòng khách. Tất cả những người có con mắt tinh lời mới có thể biết được ý nghĩa. Là này một điều dưới. Là này một điều dưới. Ghi báo, anh về kinh. 4 triệu lần thứ nhất ạ. 4 triệu lần thứ hai ạ. Xin chúc mừng chủ nhân thành mới. Chúc mừng ông chủ làm ăn phát đạt luôn 8386 khi có tượng đồng của chúng tôi là ông mãnh hổ. Thưa bạn, các bạn, xin mời hai chủ nhân của tượng đồng này lên chào cho bạn. Ơi, tớ đi thấy quen rồi. Đây là một cháu mà, không phải giống cháu chứ, nó không thể nào khác được. Ngoài ý nghĩa của làm ăn kinh doanh buôn bán luôn phát tài phát lộc thì nó còn có một giá trị cực kỳ đặc biệt nữa là luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Cả bốn luôn. Rồi, đây nhá. Một biểu tượng, các cậu có thể hình biểu tượng là hình tròn không ạ? Các cậu có thể hiểu được ý nghĩa của nó không ạ? Bức tranh gọi là phong cảnh đồng quê đấy. Lời đầu tiên thì cho phép ban tổ chức xin được giá vật phẩm. Vật phẩm này thì có thể là có những người thì không quan tâm, có những người thì không có ý nghĩa. Nhưng chúng ta thường biết là giá trị của đồ đồng rồi đúng không ạ? Chúng mình không ở miền đất của đồ đồng, không ở khu vực sản xuất ra đồng. Nhưng bây giờ Google nhanh lắm, search qua, lướt qua thôi, chúng ta cũng biết là giá trị của nó như thế nào. Đối với Hưng Yên chúng tôi, vòng tròn lớn. Chúng tôi không hy vọng một mình chúng tôi có thể bao trọn ở đất nước Việt Nam. Nhưng đối với Hưng Yên, tình cảm, chúng tôi bao trọn vào một vòng tròn này. Và giá khởi điểm 3 triệu đồng cho chiếc mâm đồng. Đến từ Hoài Châu. Xin mời bạn Nguyễn Đức Quang lên và hai nhà tài trợ. Tôi xin mời bạn Luân và bạn Luân lên trao phần quà cho bạn Quang ạ. Và kính thưa quý vị, cái mâm đồng của chúng tôi ngoài việc này ôm trọn cả thế giới của chúng ta thì
rồi có thể ôm trọn cái đất nước Việt Nam, ôm trọn cả tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Tình cảm của Hưng Yên đối với mọi người luôn luôn được làm trong một vòng tròn. Các cậu đi đâu cũng thế, các cậu làm gì cũng thế, luôn luôn nhớ đến Hưng Yên của chúng tôi. Đấu giá đã thành công. Vâng, và tiếp theo chương trình là một lần bốn. Tớ đã nói sơ qua rồi, tớ đã sơ lược và ý nghĩa của nó như thế nào thì các cậu đều có thể tham khảo. Một là dùng trên Google, hai là vào phần đáng chú ý của hội Hưng Yên. Đáng chú ý của hội Hưng Yên ở đây là gì? Chống đồng, Đông Sơn, biểu tượng vô cùng ý nghĩa. Ai sẽ là chủ nhân? Và bây giờ ban tổ chức xin được ra giá lần đầu tiên và nhẹ nhàng thôi. Con số 5. Con số 5 là con số sinh. Con số 5 là con số cực kỳ tuyệt vời đối với chủ nhân sở hữu được nó. Giá khởi điểm của chúng ta là 5 triệu đồng. 6 triệu. 6 triệu lần thứ nhất. 6 triệu lần thứ hai. Các cậu có biết không, cái trống đồng Đông Sơn này, các cậu có thể để mà làm việc trưng bày trong phòng khách của nhà mình. Cho tôi cắn thử cái. Và các cậu ơi, 6 triệu lần thứ hai. Còn có giá cao hơn ạ? Còn có đối thủ nào mạnh hơn Hưng Yên không? Ngoài Hưng Yên ra còn ai mạnh hơn Hưng Yên không? Và 6 triệu lần thứ 3, xin chúc mừng bạn Tâm đến từ Hưng Yên. Tớ xin mời hai nhà tài trợ lên trao phần quà rất là quý giá và giá trị này đến cho bạn Tâm đến từ Hưng Yên ạ. Vâng, tớ là rất là vui và rất là cảm giác giờ này là rất là hồi hộp. Đấy. Cho nên là tớ xin từ các cậu một tràng pháo tay cổ động cho Hưng Yên của chúng ta. Hưng Yên của chúng ta bay đi. Tôi yêu Hưng Yên của tôi vô cùng. Và tôi biết trong hội trường này xin mời bạn Kỳ và bạn Bobby lên trao quà cho các bạn trên chương trình sân khấu vừa rồi. Xin mời bạn Kỳ ạ. Anh em tôi cùng Vân Lâm. Mọi ai có này bất động sản đi bạn, lên đây bạn này tôi nhá. Lộc Lâm gọi tôi. Lộc Lâm thì gọi ông Hoàng Bóng. Ở đây bạn tôi là bất động sản từ Hưng Yên với cả Hải Phòng, Vinh Viết hỏi bạn hãy tôi. Anh em tôi thì tôi xong chưa? Anh em Hưng Yên ơi. Đứng này, 2, 3 rồi. Tiếp theo chương trình là tớ xin mời các nhà đã đấu giá được phần quà của mình rồi, cầm trong tay phần quà của mình rồi, thì bây giờ tớ xin mời các cậu là gửi cái số tiền đấy cho thư ký của chương trình. Giây phút trôi, ánh mắt sang đời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời, và anh cảm ơn một đời này, cứ mang em về bên mình rồi, một số mắt khi thức dậy. Anh nói rằng anh yêu anh và bên anh người nhé. Chúc tay thật chặt, cứ tay thật lâu, đưa vui anh một câu. Nhưng khi tim mình đập, và tôi sẽ cứ nghĩ
Oh,
từng yêu đi. Đồng Nguyễn Camera.